thì thôi. Gì? Anh nghe nó nói không? Chết thì thôi á. Tao mà có mệnh hệ gì, ba tao sẽ môi tim mày ra và xới tung cái hắc long hội sẽ rách mày lên đó thằng cốc con. Khi ba mày đã quăng mày qua đây rồi thì cái mạng của mày cũng không đáng giá vậy đâu. Ở đây tao là người có quyền. Ngoan ngoãn đi thằng nhóc. Mày đừng quên, cái hắc long hội này ăn cơm của gia đình tao. Mày thử mày giết tao đi. Mày làm gì?